Bác sĩ thường trú đi, có việc mình thấy mấy chị bác sĩ thường trú sau phòng khám
về công việc hai mình ngồi vô mình sắp tim nghe tim hỏi nghe từ một đến hai con nghe đi không thở gì không cái ngồi đứng nó nghe hoài em đủ lắm nghe là được như trơn cái nghe mà thấy tim đập từ từ vậy thôi thì mình sẽ thấy ngưỡng mộ nhưng mà thôi giờ khi cứ tập luyện thì nghe đi hay là ngoài em sẽ nhận biết công việc các cái tiếng tim thì các anh chị đó mấy anh chị giỏi gì hơn mình mà các anh chị đã trải qua 6 năm rồi thêm ba người bố của hơn mình với tám chín năm thì gì mà siêu hơn mình phải cùng cả là cái kỹ năng của em phải tập luyện như một người siêu thì lâu dần sẽ thành thạo. Ngoài ra người ta có các cái biện pháp nghiên cứu khác thì cứ tích cực tiến lên các cái cấu trúc não bộ trong công tác điều trị hóa trung điều trị hay là người ta sẽ sử dụng các cái thuốc không để các bé ngủ trong cái nhóm nghiên cứu thì ta muốn sử dụng cái gì đó chứ không một cái thuốc nào tác dụng tốt cho bệnh nhân thì ta phải chia ra hai cái nhóm một nhóm là sao có nhiều sử dụng thuốc và một cái nhóm là nhóm chứng thì từ cái nhóm chứng đó có cái bệnh nhân là phải gần chứ gì không muốn không nhưng mà mình có nói là giờ phải tham gia cái nghiên cứu này người ta sẽ không nói như thế, ta nói là giờ bác sẽ được tham gia vô một cái thử nghiệm coi là cái thuốc điều trị ung thư này có hiệu quả hay không thì người ta sẽ nhằm chia ra hai nhóm, một cái nhóm là nhóm của sử dụng thuốc đàng hoàng, một cái nhóm thì người ta chia ra là cái sử dụng người ta vẫn cho người đó uống thuốc nhưng mà không phải cứ các cái hợp chất trong đó mà người ta sẽ được giải dược placebo để cho người mà tại vì họ tin tưởng là họ cũng đang được sử dụng thuốc có như vậy người ta mới quen và mới đánh giá thì người ta mới dám chắc là thuốc đó có hiệu quả thực sự hay không thì em thấy là khi nó còn có gọi là cái niềm tin của người bệnh đó có những người bệnh đó họ nếu như họ bị ung thư họ lạc quan thì cái đời sống họ bị kéo dài nó rất nhiều những cái người mà bị quan họ bị bệnh của mình họ sống được bao lâu thường họ sẽ chơi cho mẹ khá là tiêu cực họ không muốn uống thuốc họ không muốn ăn uống thì đó cũng sẽ làm suy sụp rất là nhanh đó là người ta sẽ dùng cái điều khác thế. Về những điều kiện cơ bản là bạn sẽ có điều kiện, bạn mình đã đây các em đã khảo sát thì nghĩ rằng phối hợp đúng thời gian đúng trình tự thì để mà đưa ra được cái dụng là cái việc phối hợp đúng thời gian trình tự thì trước đó các nhà nghiên cứu là người ta phải làm công việc của họ khác nhau. Người ta hỏi con giờ ta đưa ra cái thức mắc có điều kiện giờ bằng tiền trước xong cho ăn bèn cái xong cho anh liền khoảng 2-5 giây thì người ta lo cái đường tiết còn đây là người ta sẽ cho nói là nhìn thấy một bèn cái xong một khoảng thời gian dài người ta ví dụ như một tiếng sau cái bệnh nhân ăn ta coi thử coi là đi lần lại vậy hoặc là người ta sẽ có điều kiện hay không đây là hai cái chỉ là đồng hồ luôn nghĩa là vừa bèn vừa con ăn luôn thì trong những cái này cuối cùng người ta thấy là cái mô phỏng để mà người ta sẽ có điều kiện nhiều nhất phải là có điều kiện phải diễn ra trước cái kết thúc không điều kiện cái thời gian của anh ấy tham gia không thể quá xa nữa còn nếu như mình kết không điều kiện mà có ăn trước thì bằng đèn thì người ta thấy là mình tập được mình khỏe và cái thời gian để tập luyện cái số cái khoảng cách giữa các cái lần tập hay là liên tục dồn dập hay không thì như các bạn nói là giờ muốn tập cho tuần 6 buổi có phải là ngày hôm đó tập liên tục 12 tiếng đồng hồ cho trong vòng thể hình tập liên tục đó là ngày sẽ có được 6 buổi không hay là mỗi ngày mình sẽ tập nửa tiếng đồng hồ thôi vô mặt trời làm như vậy cái hiệu quả hơn đó mình nắm chưa trong cái chuyện mà sản phẩm hay là cái liều lượng nó phải phù hợp không có lần tập liên tục mà còn nhau thì nó sẽ kém còn cái tương quan giữa các cái lực tác dụng này thì người ta nói tương quan đây ý nói là gì cái nào mạnh hơn và sinh học cũng như là đồng thiết quan trọng hơn với sự sống của con vật thì nó sẽ mạnh hơn thì này thì lấy cái gì có khó khăn bằng bèn cho nó có ảnh hưởng tiếp còn thì cái kỹ thuật này nè khi mình ăn uống thì dư như nó tiết còn đó là một cái phản xạ bình thường không điều kiện thì cái này người ta gọi nó là thích thích không điều kiện còn một đèn các bạn này sáng sớm vô một đèn cái đường tiết còn đó các bạn không ha là tự nhiên cái này là tự nhiên 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 là tự n
hay là ghét. Cái điểm đại diện của công tác cao ở khu vực
bỏ lại hai phần là khi điều là hai phẩy, sau đó thì sẽ biết bên này sẽ truyền hai bên cho phần lại đi đến phía bò và gây được ở phía bò. Còn khúc máy sản có điều kiện là sao? Thì người ta sẽ gây một đèn, nó có ánh sáng, nó có truyền về cái vùng mỏ hạ vị giác cho mình nhìn thấy có ánh sáng đèn đó. Thì cái máy là người ta sẽ bật đèn, sau đó hai đến năm giây sau thì người ta sẽ trong có hàng. Thì khi mà hai đến năm giây sau trong đó thì mình đã kết thúc cái vùng khu hai phẩy rồi. Đầu tiên con cá bắt chiếc nước bọt là do cái hoạt động của vùng khu hai phẩy, không phải là do cái chuyện tích hiệu vị giác. Nhưng mà mình nhớ là gì? Xung động thần kinh nó sẽ có xu hướng là nó sẽ thu hút về cái nơi này mà nó phát nhiều mạnh hơn. Thì em thấy dù cái ánh sáng đèn cũng tê với lại cái chuyện mà chiếc bò nó cũng hoàn toàn những cái nào nó mạnh hơn rồi a phải nó mạnh hơn nên nó sẽ kéo cái đường xung động thần kinh từ tay sang hàm phải. Các bạn nhớ cái điều này, điều đi nó bắt đầu từ tay sang hàm phải, bắt đầu từ hàm phải sang tay nha. Và nó sau khi nó đã kéo được xung động từ tay sang hàm phải rồi thì nó sẽ đi tiếp theo cái con đường nó là hàm phải đến phía bò, phía bò thì làm cái lặp lại nhiều lần như thế này. Các sẽ thấy là chỉ cần một đèn nó thích được một đèn, mặc dù không cho anh đi nữa nhưng mà do cái luồng xung động thần kinh nó đi theo cái lối mòn trong mắt nó sẽ tiếp tục nó đi qua cái hàm phải, nó thích được cái cung phu hàm phải này và nó sẽ gây ra những cái tiếp tục cái ánh sáng đèn và con đường cho con chó hàm phải. Thì cái việc nối kết giữa cái cung phu hàm phải và cung phu hàm phải này nó là bằng cái đường đi lạc hàm hồi. Tại sao gọi là đường đi lạc hàm hồi thôi? Tại vì nếu như mà các em cứ lập đi lập lại như thế này không cho con chó ăn, không có lâu lâu không cho nó ăn một lại, không có củng cố thì nó sẽ mất đi. Như khi mình học lâu lâu mình phải lấy sách ra mình xem không là nếu như không thì mình sẽ quên nó. Như giờ thì cho các bạn một cái bài toán nó học không gian lớp 11 thì cho các bạn giải thì chưa chắc mà các bạn ở đây mình đều có năng giải được đó. Và trong khi hồi xưa thấy như là năm lớp 11 thì sao các bạn đương nhiên hay thì có khả năng giải được ha, nhưng mà giờ đây có một số bạn có khả năng giải được cái bài toán đó mà thôi. Thì đó là vấn đề là củng cố hay không, có hình thành được cái trí nhớ dài hạn lâu dài hay không. Không thì những kiến thức đó thì mình có sử dụng quá thì nó chỉ còn tập trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nên đó là lý do tại sao lâu học mình phải tự bào để sắp ra bằng xe nè, nó quá tự tin cho cái trí nhớ của mình mà sẽ quên đó. Thì nó còn một cái giai đoạn củng cố để cho cái việc hoàn thiện về cái này thì nó không còn hạn hơn nữa. Thì các có nhiều cái công thức đảo tham gia vào cái đường đi lạc hồi, có hệ liên huyết và lưỡi huyết nó bắt đầu là não bộ não. Thì trong cái hệ liên huyết này thì sẽ thấy là nó cái đầu sắt sẽ có liên quan đến phần gai này, cái đầu một phần hệ não và cuối cùng phần nhân này được cái cuốn và một tham gia quay mặt vô còn có cái phần trí nhớ thì đi lạc đầu phân. Nhưng mà nó còn có liên quan tới việc cái trung tâm thủy phàm. Các em thấy khi mà cái em trả lời cái gì đó trả lời đúng hay mình được khen ngợi đi thì làm cho mình sẽ không thấy sao mình tự tin hơn, mình cảm thấy là mình tự tin hơn và mình đúng cái phong cách của mình xin không trả lời. Còn ví dụ như giờ thì ngoài cho bạn các bạn đứng lên mình trả lời ha, các bạn trả lời sai thì chỉ nói lưu lưu thì sao các bạn sẽ sang quê đúng không, cái lần sai cái kiểu đó là chờ các bạn nhà xuống không lên hay không thôi bỏ mình lên trả lời sai cô cũng khen rồi mình quê mình quê mình đi ra lớp một đó không nói không à. Thì đó là dựa trên cái việc là trung tâm thưởng phạt. Các em thấy á ngày nay khi cái việc hồi xưa lúc các em đi học lớp một các em thấy là sẽ quy ra là điểm số đúng không, điểm còn đang điểm từ 1 đến 10 nhưng mà đối với dạy học ngày nay đi học các bé không còn cái hai điểm từ một cái phường nữa mà sẽ là gì? Cái bé mặt cười hay là chị thấy cháu chị chỉ có mặt cười thôi, chị biết được có mặt mới không khóc có con chó hay không. Nhưng mà khi mà thay vì đánh giá cái hàng có mặt trâu này có mặt trâu khi mà là chọn cái máy đèn cứ nhận ra một cái tăng nhân một cái điểm số. Tại vì hoàn toàn được kiến thức cho dù cái lúc nói sai cũng được thì chê lai thì sẽ được sẽ học cho mình tự tin hơn. Còn nếu mình nhỏ Việt Nam thì mình thích nói kể câu chuyện với các bạn mình thì nó sẽ bởi vì vậy nó không cố gắng là tại là mặt nhìn vô tại là mặt cười không ạ, nhưng mà đây rõ ra rồi nó hơi nó bậy thì sao nó bậy thì đó là cái lời đầu của cái trung tâm thưởng phạt của
thực tế. Rồi, cơ chế phân thành đường đi là rồi ha, thì người ta thấy là các sự khí độ cấu trúc và chức năng đấy là một bên cái sinh còn cái cấu trúc não bộ. Thì người ta đưa ra một cái thuyết là thực ra cái là một bên của mình không phải được sử dụng hết, mà không phải cái là vấn đề gì hàng hóa hết, và cái sử dụng 80% công lực của mình thôi. Và trong quá trình cái đời sống mình càng học hỏi rất nhiều, mình càng tiếp xúc nhiều thì các cái là tinh thần sẽ phát triển hơn, sẽ hoạt động nhiều hơn. Thì người ta lý giải là gì? Khi mà tiếp xúc với những cái bạn sẽ có điều kiện, khi mà trong cái quá trình học hỏi này mình nhấn mạnh ra cái sinh nhát trước giờ nó hoạt động nhiều hơn, giờ có cơ hội được hoạt động hơn, thì nó sẽ giúp cho các cái sinh trưởng thần kinh nó di chuyển qua lại nó dễ dàng, thuận lợi hơn. Giờ giống như nay bạn ngồi nhau hay thấy gì đầu năm không có gì quen biết nhau chơi một cái lý do gì để nói chuyện, rồi bắt đầu vô cái nghe giảng rồi về sinh lý chẳng hạn, ngay lập tức cái bắt đầu rồi biết sinh lý là gì mà cái đó không ta, cái bắt đầu ra thế là hai bạn bắt chuyện với nhau bắt đầu có giao tiếp giữa hai bạn, hoàn toàn bắt đầu xa lạ nhưng mà giờ có một cái điểm chung, cái chủ đề mà mình quan tâm sẽ chia sẻ nhiều hơn. Thì cũng giống vậy, hai bạn mỗi bạn là cái nơi không đầu tiên không thể với nhau, hai cái sinh nát bắt đầu ra và bắt đầu nhờ cái quá trình có tiếp nhận một cái tức nào đó thì sẽ làm mạnh hóa cả hai bạn chung đến một cái vấn đề đó, sẽ kết nối là giúp cho mình có chuyện để chia sẻ chung nói chuyện. Nó chế độ thứ hai là tạo nên các cái sinh nát mới. Thì lúc này em thấy là thế là thần kinh mình cũng học thêm mới được, sợi dây thần kinh thì cũng không còn thì thôi đi thôi, mà cái đường dài của sợi dây thần kinh của cái thần kinh thì nó có hai mặt dài và nối tiếp với nhau. Thì giờ hai bạn của mình sau khi nói chuyện thật sự với nhau cả rồi thấy khoái chí vụ này quá, phải kêu gọi phải tìm người để chia sẻ lần nữa, thì bạn này sẽ nói là với bạn bàn sao chẳng hạn, bạn bàn sao nó tiếp dần lên, thì có nghĩa là tạo nên các cái mối quan hệ mới, các cái sinh nát mới, và đó mà cuối cùng cả lớp đều biết sinh lý là gì theo cái giải nghĩa của các bạn của mình. Thì đó là cái việc hình thành các cái sinh nát mới được cho thế thì dễ dàng hơn. Ví dụ như là đầu tiên có một bạn có cái đề ha, đề thi trường học sinh lý giấu mình không ai biết, nhưng mà bắt đầu ở với các án này không chia sẻ một người biết là một cả lớp đều biết. Thì có một cái chuyện nữa, chúng ta thấy là càng lúc càng lớn hơn, hay là trong cái quá trình cái đời sống mình, cái chất lạc mình cũng không có một cái chuẩn bị, nó cũng sẽ mất đi. Thì tại sao cái nhớ của mình nó không bị mất đi hoàn toàn? Mình có thể là mình quên một vài chuyện thôi, mà không phải bị gì mình cũng quên. Thì người ta thấy là có cái điều mình thành thật. Khi mà trong cái quá trình sinh sống mình tiếp xúc với lại cái yếu tố, thì nó sẽ làm thay đổi cái bộ máy di truyền của mình. Thì cái em thấy là mình học sinh học mỗi một cuộc đời nó sẽ giúp cho mình hóa một cái axit amin, thì nó chỉ cần đổi một cái axit amin thì nó sẽ đổi một cái thông tin tiếp nó sẽ tạo lên các cái axit amin khác nhau, và trình tự các cái axit amin đó nó sẽ tạo ra các bạn phân tử cùng đi khác nhau. Thì người ta thấy là trong quá trình mình sẽ có điều kiện thì nó sẽ hình thành các cái loại vi sinh mới. Nên các bạn mặc dù cũng những hơi tốt là được nghe như nhau, và mỗi lúc bạn sẽ hỗn hợp cho mình một bộ đề đi khác nhau dù cho cái thể lý của mình. Thì nhờ có cái bộ đề này và bộ đề trí nhớ này giúp cho cái trí nhớ mà nó tồn tại lâu và vững. Từ bây giờ mấy bạn cái chuyện hồi xưa cấp 2, cấp 3 mình làm cái gì thì khi các bạn cũng có thể nhớ được chính xác ha. Đó là nhờ các cái bộ đề trí nhớ. Thì cái khái niệm của trí nhớ thực ra nó cũng sẽ giống như là cái điều mà mình sản cái điều kiện mình thôi. Ngày nay cái điều kiện chính xác dành cho trí nhớ thì người ta cũng cứ lòng rất quan điểm ha. Thì số tác giả như tôi nghiên cứu lớp để cho trí nhớ là duy trì thông tin trên tất cả những tác giả. Ví dụ giờ mình nói gì nữa với các bạn về các điều kiện mình sản cái điều kiện. Một chút nữa hai chiều nay mà một bạn hỏi với em là sáng nay em học gì vậy? Thì nó học các cái điều kiện cho bản thân mình sẽ có điều kiện, còn nó sẽ chơi đó nha. Cái xong, hãy gì hãy giờ hơi dễ dàng cho tao nghe đi. Em có thể được mời cho bạn mình nghe như là mình
có được cái trí nhớ đó. Sau khi đã ngừng đấy, cái điểm mắt chuẩn như là người cái trí nhớ đó về ha, các bạn có thể nhớ và chuyển thành cho mình. Còn theo cái mức độ degree á, thì cho rằng trí nhớ đó là sự biến động của tâm lý cấu trúc của thần kinh, sự biến động đó là hoàn toàn rồi à, và nó sẽ được duy trì trong suốt đời sống của cá thể, tạo nên những kỹ năng khác nhau của mỗi người. Thì các cái cấu trúc liên quan đến trí nhớ thì có nhiều cái cấu trúc á, nếu như mà có một phần não nào đó thì bị tổn thương phần não đó thì người sẽ không bị mất trí nhớ hoàn toàn, và sẽ chỉ bị mất trí nhớ một phần thôi. Ví dụ như một số người ta sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn, như là vừa nói được nào gì mà không nhớ hoàn toàn, có cái hội chứng Alzheimer, thì nó sẽ qua từ bước trí nhớ ngắn hạn, trung bình hạn, sau đó dài hạn. Phải nghe rất là nhớ tuổi gì là mất hết luôn. Trí nhớ ngắn hạn thì không có học được gì mới cả. Hay là một số người họ sẽ bị quên cái ký ức trong vòng vài năm, ha, vài năm nhớ nhiều lần, nhưng mà những cái chuyện từ hồi xa xưa hay từ mấy năm ngàn, nhiều khi họ có thể nhớ được chính xác. Thường em xem một cái phim Hàn Quốc á, thì tai nạn cái xong cái đầu như giỏi nhất của yêu mình là ai cho nhớ cô bồ ngủ hồi xưa yêu anh khác hết, yêu anh khác đó vừa mới đi nhớ ngắn hạn thì nó sẽ quay đến cái quá trình là cái synapse và các cái synapse tăng cái quá trình tiêu cực xung quanh mình, nó sẽ bị nhiều hơn thì khi đi nhớ ngắn hạn sẽ bị mất cái bị sốc điện hay là bị lạnh quá, thì cái gì cơ hay là các hệ thống khí sẽ làm mình mất cái nhớ ngắn hạn. Còn cái nhớ trung hạn thì các em sẽ thấy bắt đầu có sự thay đổi cái đặc điểm biến hóa, các cái đầu đặc điểm biến sâu hóa, đó tương tự như là bắt đầu sẽ làm cái sinh chất lớn. Và tới cái nhớ dài hạn là nó làm cái đầu đặc điểm trí nhớ nó tồn tại được thôi. Thì các em thấy là cho dù các tế bào thần kinh của mình mất đi rồi, nhưng mà nếu như mình còn kịp thời làm cái lạc bộ trí nhớ này, có cái hãng di truyền này thì nó sẽ tiếp tục học ngoài các cái bộ trí nhớ mà mình sẽ không có được quên. Còn như vậy là cái quá trình chuyển từ trí nhớ ngắn hạn sang dài hạn thì nó sẽ được về cái cố như là thời gian thì mình thích, thì mình có cái buổi học nào mới